Trời ơi, nó gớt cục đá chà ba luôn. Bữa đá mọi người ơi, nguy hiểm quá. Trời ơi, nó đánh. Má, bữa đá cục rào hôm nay bằng cục đá luôn á. Trời ơi, cục đá nó văng kìa. Ủa mẹ. Hôm nay rằm tháng 7 mưa đá nữa rồi, tới công chuyện nữa rồi. Hứng cái đầu sao? Ủa má, đút chết mẹ rồi nè. Thấy anh đút không? Má, à, kia anh hứng nữa, chết anh mày. Trời ơi, nó gớt kìa, đó, ủa má, gớt trời, có cục đá văng túc kia luôn. Nguy hiểm quá mọi người ơi. Chế cà phê mới chích vaccine không uống cà phê được em trai ơi, uống vô đủ sốc thuốc chết tao, ghê quá. Hết rồi, bớt đá rồi. Mấy cục đầu đó xuống đá nhiều lắm. Ủa kìa, cục đá kìa. Ôi ôi, chắc đánh kìa. Trời ơi, gió kìa. Rồi mưa lớn rồi, khỏe rồi, hết hết đá rồi.